chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Tina, người Việt xứ đại của em nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay em muốn review cho mọi người cả nhà một cái món mới, đó là một cái món bánh ướt. Mà bánh ướt của em á, em sẽ không làm bằng bột đổ bánh nha cả nhà, mà em để chia sẻ cho mọi người một cách nhanh nhất, đó là một cái món mà mình làm bằng bánh tráng. Thì cái món này á, mình rất là dễ làm và rất là nhanh, ai cũng có thể làm được hết nha cả nhà nha. Thì trước tiên thì em muốn giới thiệu cho mọi người biết những cái vật liệu, những cái thành phần mà em làm bánh ướt hôm nay nha. Thì em gồm có chả nè, thì chả với lại thường thường thì người ta làm nem, nhưng mà em đây em không có nem nên em sẽ làm bằng lạp xưởng ăn nha cả nhà. Và đây là cái món bánh tráng, bánh tráng Việt Nam mình, nhưng mà bánh tráng này người ta làm mà người ta là cuốn gỏi cuốn đó cả nhà. Đó thì hôm nay bánh ướt em sẽ lấy bánh tráng em làm nha, và em sẽ có rau sống nè. Và trước tiên em chỉ cho mọi người cách làm nước mắm nha. Làm nước chấm của em á, thì em sẽ có một muỗng to của nước chanh, chanh nha, chanh em vắt ra một muỗng nha, và ba muỗng nước mắm nha cả nhà, ba muỗng nước mắm và hai muỗng đường cát, hai muỗng đường cát và tỏi băm với lại ớt băm. Thì cả nhà muốn ăn cay bao nhiêu thì mọi người cho bấy nhiêu thôi nha, giống như mọi người ăn ớt tỏi nhiều thì mọi người sẽ đâm nhiều ha, và hai muỗng đường nha cả nhà nha. Thì như thế, thì trong hồi nãy mình bỏ ba muỗng nước mắm thì mình sẽ cho vào ba muỗng nước sôi nha cả nhà. Mình sẽ làm nước sôi nha, vậy tại vì cái này mình ăn nước chấm lắm, mình không có nấu nữa đó, nên mình sẽ làm bằng nước sôi nha cả nhà nha. Đó thì nước chấm của em đã xong. Nước chấm như thế này là rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà làm theo cái công thức của em nha. Và có rau sống thì đủ loại rau sống nha cả nhà, với lại giá thì mình trụng sơ qua tí nữa mình ăn, mình sẽ không còn nấu nữa. Đó thì những cái nguyên liệu của em làm cái món bánh ướt gồm có bao nhiêu đây nha cả nhà nha. Và một bọc bánh tráng làm gỏi cuốn đó, thì mình ăn bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu bấy nhiêu thôi nha cả nhà. Thì mình sẽ bắt đầu làm bánh tráng, mình sẽ bắt đầu làm bánh ướt như thế nào nha cả nhà cùng em theo dõi nha. Và trước tiên thì mình sẽ lấy một cái mâm với lại một cây chổi sạch. Mình sẽ mua một cái cây chổi sạch như thế này, và mình sẽ quét lên cái mâm này là một ít dầu ăn, để cho tí nữa mình để mình làm bánh tráng, mình làm bánh ướt xong mình để lên nó sẽ không có bị dính với nhau. Đó, mình sẽ quét lên một cái đĩa một ít dầu ăn nha. Đó thì, và sau đó mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi. Thì mình dùng bằng cái nồi nào cũng được nha cả nhà, không cần thiết là phải cái chảo giống em nha. Tại vì em ở đây là cái chỗ em cái quán em thuê, nên á, bếp nút của em nó không có được ấy lắm, nên á, em sẽ có cái nồi này, em nấu cái nồi này nha. Thì giờ mình sẽ bắt cái nồi nước sôi nha cả nhà. Trong cái nồi nước sôi như vậy á, mình sẽ bỏ vào á, là tầm hai muỗng dầu ăn, hai muỗng dầu ăn, để tí nữa mình làm bánh á, thì nó sẽ không có, nó sẽ có cái chất dầu, nó không có sẽ bị dính cái bánh lại nha. Đó, mình chờ nó sôi sôi lên rồi mình sẽ làm nhỏ lửa lại. Đó, và mình sẽ bỏ một cái bánh tráng vô. Đó, cả nhà thấy không? Bánh tráng này là bánh tráng cuốn gỏi cuốn đó nha cả nhà ơi. Làm bằng cái bánh tráng này ăn rất là dẻo luôn, rất là dẻo hơn bánh kia luôn. Và mình sẽ, cái nồi nước mình sẽ mở lửa, mình sẽ mở lửa liên tục nha, lửa nhỏ thôi, để cho cái bánh nó chín nha cả nhà. Đó thì mình bánh nó nổi lên thì mình nhấn nó xuống để cho nó chín đều một cái bánh. Và sau đó thì mình sẽ cuộn nó lại như vậy, hay là mình sẽ nắm một đầu nào của nó mình kéo lên là được rồi cả nhà. Cái này thì cái đầu tiên thì em sẽ làm một cái bánh cho cả nhà xem nha. Đó, thấy không cả nhà, để từ từ là mình thấy nó một cái bánh ướt sắp hoàn thành rồi nha cả nhà, rất là giống luôn rồi nha. Đó, cái này là làm bằng một cái bánh nha. Cả nhà muốn làm hai cái bánh cũng được, nó có dày hơn tí xíu nha cả nhà. Đó, mình thấy mình để lên nó giống cái bánh ướt chưa.
Đó, em được hai cái rồi nha. Đó, bây giờ là em bỏ hai cái bánh cho cả nhà thấy nha cả nhà. Đó, mình cứ như thế, bánh nó sôi, nước nó sôi á, cái nó phình cái bánh lên trên, nó không có ngập nước thì mình đè nó xuống để cho nó chín đều cái bánh. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó, xong rồi mình lật nó qua thì mình làm nó chín xong rồi mình cuộn nó lại như vậy, mình xếp nó lại. Còn nếu mà mình không xếp nó lại thì mình nắm một cái đầu nào bất kỳ á, rồi mình kéo lên thì nó cũng đã được một cái bánh nha cả nhà. Đó, cái này là hai cái bánh thì nhìn nó dày hơn tí rồi nha cả nhà nha. Tại vì á, tí nữa mình ăn mình còn cắt ra nữa chứ mình đâu có phải để như vậy mình ăn đâu cả nhà. Bánh tráng mình làm rất là tiện, tại vì nếu mà mình thèm ăn bánh ướt như vậy á, cái mình mua rau sống mình làm nước mắm rồi sẵn, xong rồi cái bắt đầu cái mình có bọc bánh tráng vậy nè, cái mình ăn bao nhiêu thì mình luộc bao nhiêu. Ví dụ mình làm một dĩa lên thì mình luộc chừng 4-5 miếng bánh như vậy là mình có thể một dĩa rồi đó cả nhà, rất là tiện luôn. Mình không ăn nữa thì mình gói lại, mình gói lại xong rồi bữa nào mình thèm nữa mình lại lấy ra mình luộc tiếp đó cả nhà, thấy dễ làm chưa? Nó có nhiều, nó có 2-3 loại làm nữa nha cả nhà. Nếu mà loại này thì rất là dễ, nhưng mà còn cái loại kia thì cũng làm ra, nhưng mà mình phải ngâm bánh tráng. Mình ngâm bánh tráng rồi mình còn phải đem đi luộc nữa cả nhà. Còn cái này thì mình khỏi, mình bỏ vô này mình luộc luôn như vậy là lát nữa mình lấy ra là mình sắc ra là có thể dùng được rồi đó cả nhà. Đó, mình sẽ lần lượt làm như vậy cho tới chừng nào mình đủ ăn thì thôi nha cả nhà nha. Cả nhà thấy không, em cái nồi nước mình vẫn mở lửa liên tục nha cả nhà, tại vì mình luộc cái này nhá, bánh tráng nó mới chín nha. Đó, thì mình nắm cái đầu nào của nó thôi rồi mình kéo nó lên là nó đã có rồi một cái bánh tráng này nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa, em đã có một dĩa bánh ướt rồi đó. Cả nhà thấy rất là tiện không cả nhà? Đó, mình có thể mình quét một cái tí dầu lên một lớp, tại vì mình sợ lát nữa mình để một lớp nữa thì nó ở trong nước mình cũng đã bỏ dầu rồi nên mình không có sợ nó bị dính lại đâu. Thì nhưng mà mình muốn ấy cho nó thơm thì mình quét một tí mỡ hành lên để cho nó đỡ bị dính mà nó còn thơm nữa. Cả nhà thấy chưa, một dĩa bánh ướt thấy chưa? Như vậy là em, như đây là em làm được hai dĩa bánh ướt to rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy cái cách làm bằng bánh tráng của em rất là tiện không? Cả nhà có thể làm thử nha cả nhà nha. Thank you.
xong rồi nè cả nhà, em đã có một dĩa bánh nước rồi, thấy chưa cả nhà, thấy em kéo lên chưa, nó không bị dính mà nó cũng rất là mỏng nha cả nhà. Cả nhà thấy trong trong vắt không, ăn cái bánh này nó rất là dẻo nha cả nhà. Đó, rồi mình sẽ rưới lên một ít mỡ hành lên trên, hành phi á. Đó, xong rồi bắt đầu em sẽ bắt đầu làm ra đĩa dĩa cho cả nhà xem nha. Đó, mình sẽ kéo lên và mình sẽ cắt. Đó, cả nhà thấy chưa, nó sẽ không bị dính nhiều nha. Đó, mình sẽ cắt lên. Như thế này là mình có một dĩa rồi đó cả nhà. Cho thêm một miếng nữa, tại vì cái dĩa này thì sẽ đó, mình sẽ cho một tí giá trụng lên. Đó, mình sẽ quét hành phi nha cả nhà, và mình sẽ lấy một ít rau sống mình sắc lên. Rau sống để lên là cả nhà thấy sắp sắp gần gần giống rồi chưa? Đó, thấy chưa? Và mình sẽ bỏ chả lên nha cả nhà. Cái này mà mình mua được một tí nem Việt Nam nữa là hết sảy luôn á. Chờ cả nhà thấy dĩa bánh nướng chưa? Thấy cái dĩa bánh ướt thấy ngon không cả nhà? Đó, em đã hoàn thành xong một cái dĩa bánh ướt rồi nha cả nhà ơi. Mình sẽ chỉ cần một cái này thôi. Mình có rau sống, nước mắm ngon rồi, bây giờ mình ăn với cái gì cũng ngon hết. Mình sẽ ăn bún cũng ngon. Đó, mình lấy nước mắm lại. Cả nhà thấy ngon chưa? Cả nhà ơi, cả nhà có thích ăn bánh ướt, cả nhà nhớ làm theo cách của em, rất là tiện lợi nha cả nhà. À, cả nhà